bước sang năm Quý Mão, những con giáp nào sẽ phạm thái tuế vào năm nay? Có những ảnh hưởng và tác động nào đối với hạn thái tuế đối với các con giáp này? Thái tuế chính là thái tuế tinh quân hay còn gọi là tuế quân hay tên Tinh Tú, cũng là tên của vị thần truyền cai quản mọi sự ở trần gian. Mỗi năm lại có một thái tuế tinh quân cai quản, gọi chung là đường cai thái tuế hay niên thái tuế hoặc lưu niên thái tuế. Vậy phạm thái tuế là gì? Phạm thái tuế thực chất chính là xung với thái tuế, tức năm sinh tuổi của ai xung với trị niên thái tuế, cụ thể là xung với địa chi con giáp của năm đó thì gọi là phạm thái tuế. Trong năm phạm thái tuế, gia chủ dễ gặp nhiều chuyện bất thuận, công việc khó khăn, sức khỏe suy kém, tình cảm lận đận, tiền bạc hao tốn. Vì thế, bản mệnh làm việc gì cũng cần phải cẩn trọng hơn để hạn chế tối đa những sự cố không mong muốn. Trong dân gian có quan niệm cho rằng, thấy sao thái tuế chiếu trên đầu không hỷ thì có họa, hoặc động thổ trên đầu thái tuế. Cũng từ đó, tín ngưỡng dân gian rất dè chừng với ảnh hưởng của thái tuế. Dù phạm thái tuế dưới góc độ nào cũng sẽ chịu ảnh hưởng ít nhiều, hành sự phải cẩn trọng vận hơn. Thái tuế gồm có những gì? Hạn thái tuế gồm 5 loại chính là 1. Trực thái tuế, 2. Xung thái tuế, 3. Hình thái tuế, 4. Hại thái tuế và 5. Phá thái tuế. Mỗi loại hình này có mức độ tác động nhất định với từng phương diện cuộc sống cụ thể như sau. 1. Trực thái tuế. Với năm tuổi của con giáp nào thì con giáp đó phạm trực thái tuế. Chu kỳ quỹ đạo của sao Mộc sắp xỉ 12 năm, nên chu kỳ này sẽ cứ lặp đi 12 năm một lần. Người phạm trực thái tuế dễ gặp nhiều rắc rối, nhiều chuyện buồn bực, không được như ý nguyện. Có thể phải bỏ ra nhiều công sức nhưng thành quả thu về không được như ý. 2. Xung thái tuế là mối quan hệ lục xung trong địa chi. Năm hạn thái tuế xung với tuổi Cầm Tinh hoặc cặp xung thái tuế là xung Tỷ Ngọ, xung Sửu Mùi, xung Dần Thân, xung Mão Dậu, xung Thìn Tuất, xung Tỵ Hợi. Người gặp xung thái tuế có thể có nhiều xáo trộn trong cuộc sống, nhiều thay đổi. Môi trường xung quanh đều biến động, không được quý nhân hỗ trợ nên làm gì cũng cần phải cẩn thận. 3. Hình thái tuế là thiên xung, tức là xung không chính diện. Người gặp hình thái tuế cũng bị ảnh hưởng nhất định, dễ bị thị phi, tiểu nhân quấy phá, gặp tai nạn, hình thương bất ngờ. 4. Hại thái tuế là tương hại. Năm hạn thái tuế, hại tuổi của con giáp. Người gặp hại thái tuế dễ gặp chuyện bất an, tài vận lẫn sự nghiệp khó có bước đột phá, thị phi nhiều nên cần phải cẩn trọng và cố gắng nhiều hơn. Và cuối cùng, năm phá thái tuế là tương phá. Năm hạn thái tuế phá tuổi Cầm Tinh. Người gặp hạn phá thái tuế dễ gặp thất bại, tổn thất trong làm ăn, vận may sa sút, tiểu nhân thị phi bổ vây. Vậy năm 2023 các tuổi nào phạm thái tuế? Vào năm Quý Mão sẽ có 5 con giáp phạm hạn thái tuế, đó là các tuổi: tuổi Mão, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Ngọ và tuổi Dậu, cụ thể như sau. Tuổi Mão phạm trực thái tuế, tuổi Tý phạm hình thái tuế, tuổi Thìn phạm hại thái tuế, tuổi Ngọ phạm phá thái tuế và tuổi Dậu phạm xung thái tuế. Sau đây chi tiết các tuổi phạm thái tuế vào năm Quý Mão 2023 kèm theo những biến cố gặp phải. 1. Tuổi Mão phạm trực thái tuế. Luận về phương diện sự nghiệp. Trong năm phạm vào cục diện trực thái tuế, công việc làm ăn của những chú mèo bị chững lại, khó đạt được thành tích tốt đẹp. Thậm chí làm nhiều nhưng chưa chắc đã được hưởng hết những thành quả. Cạnh tranh đấu đá có dấu hiệu tăng lên, người tuổi Mão phải mất thời gian liên tục dè chừng đối thủ nên chất lượng công việc giảm sút,
không hoàn thành kế hoạch ban đầu cũng là điều dễ hiểu. Chẳng những vậy, tuổi này hành xử chỉ chú tâm vào điều mình nghĩ mà thiếu đi sự quan sát tổng quan, bỏ ngoài tai ý kiến của người ngoài. Đến xảy ra sự cố thì không kịp sửa chữa nổi nữa. Về phương diện tài lộc, năm nay Phạm Trực Thái Tế thấy rằng những dự án hùng hạp làm ăn của người tuổi Mão cũng dễ gặp bất trắc nửa chân, họa phá tài treo lơ lửng trên đầu. Đầu tư làm ăn với quy mô lớn không thích hợp vào thời điểm này. Vấn đề lựa chọn đối tác cũng trở nên qua lo, đặc biệt là người thân hay người có quen biết. Nếu không, bạn dễ vướng vào tranh chấp liên quan đến tiền bạc vì là người phải chịu nhiều thiệt thòi nhất. Nếu là dự án đang thực hiện dang dở, bạn nên chú trọng chi tiết, hành động, tiến hành từng bước, tính toán kỹ lưỡng, cái lợi, cái hại, làm đến đâu, chắc đến đấy. Cần chú ý trong năm mà tài vận bất ổn, tốt hơn hết, người tuổi Mão không nên tham gia bất cứ trò cá độ đỏ đen nào, kẹo, ngày, tài trắng. Luận về phương diện tình cảm, hung quận quá lớn trong năm bản mệnh khiến người tuổi Mão độc thân dù vẫn có cơ hội gặp gỡ hẹn hò nhưng đa phần chẳng đi tới đâu. Cũng vì nhiều mối quan hệ mà bạn không biết tới đâu là mỗi đối tượng thích hợp. Các cặp đôi do tâm lý buồn phiền nên bản mệnh có thể gây khó chịu cho cả nửa kia. Nếu hành xử ích kỷ theo ý mình, bạn có thể là người gây ra mâu thuẫn ngày càng sâu. Đã vậy, dấu hiệu kẻ thứ ba xuất hiện rõ ràng. Nếu tình yêu giữa hai bạn chưa thật sự sâu đậm thì dễ đứt gánh giữa đường. Với một số người tuổi Mão đã kết hôn, bạn cần chú ý hơn tới tâm trạng, tâm tư cũng như cảm xúc của đối phương, tránh chê bai nhau khiến không khí gia đình nặng nề. 2. Tuổi Tý Phạm Hình Thái Tuế. Luận về phương diện công việc, công việc trong năm Quý Mão gặp nhiều trắc trở đối với những chú chuột do tốn thời gian xử lý, kế hoạch khó có thể phát triển rõ rệt. Bản mệnh nên cố gắng và kiên trì. Khi có vấn đề xảy ra, cần cố gắng tìm hiểu nguyên nhân, vấn đề để có thể khắc phục nhanh chóng. Năm nay còn cho thấy có họa tiểu nhân treo trên đầu, bản mệnh dễ bị hãm hại hoặc vướng phải họa kiện tụng thị phi. Hãy chú ý đến những chiêu trò mờ ảm của đối thủ, tỉnh táo trong mọi hành động, quyết định để tránh rơi vào cái bẫy. Về phương diện tài chính, do ảnh hưởng của cục diện hình thái tuế, người làm ăn kinh doanh buôn bán sẽ vấp phải không ít chiêu trò từ đối thủ, lợi nhuận cũng dễ bị hao hụt, khó đạt tới mức như kỳ vọng. Với người làm công ăn lương, công việc bị trì trệ có thể ảnh hưởng tới nguồn thu nhập chính của bạn hơn. Và hơn nữa, có thể vì sự chủ quan trong việc đánh giá tình hình nên còn giáp này có thể sẽ phải bỏ ra tiền túi để đền bù thiệt hại. Sức khỏe suy giảm cũng là yếu tố gây ảnh hưởng tới tuổi tiền của bản mệnh. Vì thế trong cuộc sống hàng ngày, người tuổi Tý cần phải tránh chi tiêu phung phí hoặc cho người không đáng tin cậy vay mượn. Luận về phương diện tình cảm, trên thực tế, đối với người độc thân có nhiều cơ hội tiếp xúc với người khác giới trong năm. Tuy nhiên, con giáp này cần phải rõ ràng trong vấn đề tình cảm, tránh những hành động mập mờ, gây hiểu lầm. Đặc biệt là không nên đứng nỗi này mà trông nỗi nọ hay qua lại với nhiều người cùng một thời điểm. Người đã có đôi có cặp cũng có thể trở nên nổi bật hơn trong mắt người khác giới. Đây là lúc người tuổi Tý cần phải chú ý giữ gìn khoảng cách với mọi người xung quanh, đừng để mình vướng vào những mối quan hệ phức tạp hoặc có những lời đồn đại không hay. 3. Tuổi Thìn Phạm Hại Thái Tuế. Luận về phương diện sự nghiệp, bước sang năm Quý Mão những chú rồng, hầu hết các kế hoạch của con giáp này đều gặp phải những cản trở nhất định. Vì thế mọi việc nên liệu sức mà làm, tránh đặt mục tiêu quá cao, tham vọng quá lớn, kẻo trèo cao thì ngã đau. Cục diện tương hại khiến cho người tuổi Thìn dễ vấp phải những mâu thuẫn với đồng nghiệp, không đủ sức sáng suốt để tự bảo vệ mình. Bạn còn dễ rơi vào cái bẫy rập hãm hại của kẻ xấu, thậm chí bị bán đứng, làm ăn đổ bể, hao tài tổn sức.
Với những người đang muốn thay đổi công việc thì hiện tại không phải là thời cơ tốt. Trước khi đưa ra quyết định dứt khoát, bạn biết mình cần làm gì và muốn gì. Đừng vì gặp khó khăn nhất thời mà có ý định bỏ cuộc, trốn tránh. Luận về phương diện tài chính. Kết hợp với công việc của mình thì năm Thái Tuế 2023 đối với người tuổi Thìn dễ bị đổ bể vì đối tác quay lưng nửa chân. Các chiêu trò cạnh tranh, chơi xấu từ đối thủ cũng sẽ tăng lên, đòi hỏi những chú rồng cần hết sức chú ý. Còn giáp này tốt nhất nên cân nhắc khi tham gia các dự án công việc, suy nghĩ kỹ trước khi đầu tư, tránh tiền mất tật mang. Đầu tư tốt nhất tùy khả năng của mình, không nên mù quáng chạy theo trào lưu hay tưởng tượng nông nổi nhất thời. Đặc biệt, người tuổi Thìn cần tránh các công việc phạm pháp, lách luật hay những trò đỏ đen, nếu không dễ vướng vào họa kiện tụng, lao tù. Trở nên dại, đánh đổi tương lai của mình vì cải lợi trước mắt. Luận về phương diện tình cảm, người độc thân nhìn chung khá vượng đào hoa, nhưng tình cảm dễ đến dễ đi. Người tuổi Thìn gặp nhiều người nhưng chưa chắc đối phương đã nghiêm túc và muốn gắn bó lâu dài. Những ai đã có đôi có cặp cũng phải đối mặt với mâu thuẫn gia tăng. Đừng cố gắng thay đổi chỉ để làm hài lòng người ấy. Để tình cảm lâu bền, hai bạn đều phải tìm cách để dung hòa với nhau. Người đã có gia đình cần tránh những cảm xúc thất thường với nửa kia, ví dụ như giận hờn vô cớ, trách móc hoài nghi. Một khi không thể làm chủ được cảm xúc, người tuổi Thìn dễ hành động sai lầm. 4. Tuổi Ngọ phạm phá Thái Tuế. Luận về phương diện sự nghiệp. Trong năm chịu ảnh hưởng của phá Thái Tuế, người tuổi Ngọ thường gặp bất hòa với bạn bè, đồng nghiệp, kẻ tiểu nhân xuất hiện cố tình gây phiền phức khiến công việc tiến triển khó khăn. Thời điểm này, những chủ ngựa cần phải chú ý hơn trong việc lắng nghe ý kiến của mọi người, không nên bảo thủ khăng khăng với những quan điểm cổ hủ của mình. Nếu không, dễ vướng phải những rắc rối mà không tìm cách khắc phục được. Luận về phương diện tài chính. Với người làm công ăn lương, con giáp này thường xuyên bị kẻ tiểu nhân phá hoại khiến công việc không đạt được tiến độ, ít người nhận được tiền thưởng nóng hoặc cơ hội tăng lương. Với người làm đầu tư kinh doanh, bản mệnh phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt đến từ đối thủ, thậm chí có kẻ còn tìm cách hãm hại bạn, đẩy bạn vào cảnh hao tài tổn của. Vì thế, người tuổi Ngọ cần phải cẩn thận trước mọi lời gây mời gọi của người khác. Trong cuộc sống hàng ngày, hãy luôn chú ý quản lý tiền bạc chặt chẽ, trở phung phí cho những hành động không cần thiết. Tốt nhất, hãy luôn có kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Luận về phương diện tình cảm. Với người đã lập gia đình, do tác động của Thái Tuế, vợ chồng bạn thường xuyên mâu thuẫn vì những quan điểm không trùng lập, sự thiếu lắng nghe, thiếu thông cảm khiến cho mối quan hệ ngày càng trở nên lạnh nhạt. Chưa dừng lại ở đó, quan hệ mẹ con, cha mẹ, con cái cũng thường xuyên xảy ra những tranh cãi bất đồng. Có thể những khác biệt khiến cho đôi bên có thể không hiểu được nhau. Nếu vẫn còn coi trọng gia đình, con giáp này nên học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để có thể có cách hành xử hợp lý hơn. Hãy quan sát vấn đề dưới nhiều góc độ, bạn sẽ tìm được hướng giải quyết đúng đắn. 5. Tuổi Dậu phạm xung Thái Tuế. Luận về phương diện sự nghiệp. Các mối quan hệ xã giao của người tuổi Dậu không được tốt trong năm chịu ảnh hưởng của xung Thái Tuế. Đa số thời gian của con giáp này phải tự lực cánh sinh, không được ai giúp đỡ, dễ dẫn tới tình trạng tâm lý mệt mỏi, áp lực, căng thẳng. Đồng nghiệp cản trở, đối thủ cạnh tranh là nguyên nhân chính khiến cho các công việc của người tuổi Dậu khó có thể tiến hành theo đúng kế hoạch. Bạn cần nhắc mình bình tĩnh, cho nên để kẻ xấu tìm cách và cãi cớ vinh vào để hãm hại bạn. Nếu là người đứng ở vị trí lãnh đạo, người tuổi Dậu được khuyên không nên nghe lời xúi dục của những kẻ nịnh nọt. Khi đứng trước các vấn đề, bạn cần có cái nhìn đa chiều, đúng đắn, đừng nghe theo lời một chiều của bất kỳ ai. Luận về phương diện tài chính. Người làm công ăn lương nếu không chú ý vào nhiệm vụ của mình dễ bị kẻ xấu lợi dụng cơ hội chiếm công, khiến công sức lao động bỏ ra đều
trở nên uổng phí. Còn với người làm ăn kinh doanh, con giáp này gặp nhiều bất lợi khi đối thủ điều quả mạnh mẽ, trong khi chính bản thân mình lại chưa tìm được lợi thế để cạnh tranh. Con giáp này còn phải thật sự bình tĩnh để đánh giá đúng tình hình thực tế cũng như điểm mạnh của bản thân, chớ vội vàng đưa ra các quyết định để rồi vướng vào phải thua lỗ lớn hơn. Người thiếu kinh nghiệm, nếu chủ quan dốc hết tài sản của mình để đầu tư vào một lĩnh vực nào đó thì dễ bị chịu những tổn thất nặng nề, khó thu hồi được vốn. Luận về phương diện tình cảm, trong năm này bạn và nửa kia thường xuyên mâu thuẫn ý kiến với nhau, chỉ một vấn đề nhỏ cũng có thể thổi bùng lên cơn nóng giận của cả hai. Thay vì trút những áp lực trong cuộc sống lên đầu người ấy, hai người cần thường xuyên trải lòng với nhau. Nếu là người có người thầm thương trộm nhớ, thái độ trần trừ có thể khiến bạn đánh mất đối phương. Hãy dũng cảm, chủ động hơn trong việc nói ra tình cảm của mình. Dù có quý trọng người ấy đến mấy, chỉ cần giấu trong lòng thì đối phương sẽ chẳng thể nào biết và cho bạn cơ hội được. Sau đây là những kiêng kỵ trong năm Phạm Thái Tuế. Trong năm Quý Mão, năm con giáp trên cần phải chú ý vướng nhiều vướng mắc trong cuộc sống. Vì thế, để gặp những điều lành hơn, cần kiêng kỵ những điều sau đây. Thứ nhất, tránh cãi cọ, tranh chấp với người khác hoặc lo chuyện bao đồng, vì như vậy có thể khiến cho chuyện bé sẽ ra to, tự tạo thêm kẻ thù cho mình. Thứ hai, đến những nơi âm khí vượng như là nơi hoang vắng, rừng sâu núi thẳm, bệnh viện, nhà xác, nghĩa địa. Ba, tiến hành động thổ, xây dựng nhà cửa, cưới hỏi, vì như vậy dễ vướng vào bất trắc do tâm trạng bất ổn, sức khỏe suy giảm, vận khí thiếu ổn định. 4. Không nên tham gia các hoạt động mạo hiểm, càng không được phóng nhanh vượt ẩu hay uống rượu bia lái xe, có thể dẫn tới tai ương khó ngờ. Cách hóa giải cho các tuổi Phạm Thái Tuế vào năm Quý Mão như sau. Trong cuộc sống, dù là năm vận hạn đụng độ Thái Tuế hay không, thì khó khăn hay thất bại vẫn không thể tránh khỏi. Mọi người đều có những trách nhiệm, gánh vác và nỗi suy tư khác nhau vào ở đời này. Vì thế, để hóa giải xui xẻo, tăng phúc, cần phải có những cách sau đây. Học cách kiểm soát cảm xúc. 2. Giữ tâm thái lạc quan. 3. Cẩn trọng khi tiến hành những việc lớn. 4. Chú ý an toàn cho bản thân. Hóa giải Thái Tuế trên phương diện sự nghiệp. Cách hóa giải tốt nhất trên phương diện sự nghiệp chính là giữ cho mình một tinh thần lạc quan tích cực, không than thân trách phận khi đối diện với khó khăn. Hãy học cách nhìn nhận vấn đề trên nhiều góc độ khác nhau, bạn sẽ thấy hướng đi mới để giải quyết công việc. Trong cuộc sống hàng ngày, hãy giữ quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, dù mâu thuẫn có thể xảy ra nhưng hãy giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Mối quan hệ xã giao tốt đẹp khiến bạn tránh được nhiều rắc rối, hạn chế gây thù trút oán với kẻ tiểu nhân, đồng thời được nhiều người giúp đỡ khi gặp hoạn nạn. Hóa giải về phương diện tài chính. Để tránh rơi vào tình cảnh thua lỗ trong năm Quý Mão này, cách tốt nhất là tránh đầu tư mạo hiểm, đầu tư vào những lĩnh vực mà mình chưa hiểu rõ, cũng như cả tin theo lời rủ rê của những đối tượng không đáng tin cậy. Dù có muốn làm giàu nhanh chóng đến mấy, thì bạn cũng chớ nên mong tiền từ trên trời rơi xuống. Chỉ khi bỏ công bỏ sức ra làm việc, bạn mới có thể phát triển bền vững, đồng thời đồng tiền cũng mới ở lâu trong túi của bạn. Là người làm chủ hay làm công ăn lương, bạn cũng cần phải tập trung vào nhiệm vụ của mình, chớ lơ là để xảy ra sai sót. Cuối cùng, người tốn công sửa chữa cũng như tốn tiền khắc phục chỉ có bạn mà thôi. Luận giải về phương diện tình cảm. Thái Tuế tác động khiến cho bạn thường cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Song càng như thế, bạn càng cần có tâm sự với người nhà của mình nhiều hơn, tránh giữ những thái độ khó chịu trong lòng của mình. Hãy mở lòng với những người thân thiết, bạn bè, thấy xung quanh vẫn còn nhiều người yêu thương, ủng hộ mình. Nhờ vậy, bạn sẽ có những suy nghĩ tích cực và lạc quan hơn.
Đối với những người còn độc thân, chuyện tình cảm trở nên vội vàng nhưng cũng trở nên so đo tính toán quá nhiều. Hãy bước chậm để lắng nghe tiếng nói của trái tim, bạn sẽ biết ai là người phù hợp với mình. Bên cạnh đó, bản mệnh cần chú ý lắng nghe lời khuyên của mọi người xung quanh, không nên quá mù quáng, cứng đầu, cứng cổ. Luận giải về phương diện sức khỏe. Sức khỏe tốt là một yếu tố rất quan trọng giúp bạn có thể vượt qua năm phạm thái tuế. Vì thế, để duy trì chế độ sinh hoạt hợp lý, không nên làm việc quá sức hoặc giữ những suy nghĩ bi quan tiêu cực trong lòng. Đồng thời cần phải chăm sóc rèn luyện thể dục thể thao giúp cơ thể luôn khỏe mạnh. Nếu có chuyện khó giải quyết, bản mệnh có thể tâm sự với những người đáng tin cậy để đưa ra phương hướng xử lý thích đáng nhất. Không nên giấu trong lòng mà gây tâm trạng căng thẳng, chết. Dù còn trẻ tuổi hay đã cao tuổi, bạn cũng nên cảnh báo đối với sức khỏe của mình. Nếu cảm thấy mệt mỏi, cần sắp xếp thời gian đi khám chữa ngay kịp thời, trở nên để lâu, bệnh tình trở nặng. Bản mệnh cũng dễ vướng vào họa huyết quan trong năm phạm thái tuế. Vì thế khi ra khỏi nhà, đặc biệt khi đi xa, cần phải chú ý an toàn, chuẩn bị thuốc men đầy đủ, có thể đi nhổ răng, lấy mẫu, lấy khám sức khỏe hay hiến máu để ngụ ý gặp họa huyết quan, giúp giảm bớt những tai ương có thể gặp phải.